Hot, Ngân 98 chính thức kiện nam em, cộng đồng dần dần vì clip tình tứ với chồng trước thềm đám cưới của Mizu, sự bất ổn của Bảo Anh sau khi khoe con. Sóng gió gia tộc Hybe, BTS đi nghĩa vụ cũng không yên, hội bạn thân vừa đẹp vừa giàu của Vbiz. Hot, Ngân 98 chính thức kiện nam em, nữ DJ đã hoàn tất hồ sơ khởi kiện. Sáng nay ngày 26 tháng 4, Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang đã kết thúc quá trình làm việc tại Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ, Ngân 98 nói rằng cả hai đang hoàn thiện, củng cố hồ sơ về những vụ việc sau những ồn ào trên mạng xã hội. Thời gian qua, nam em liên tục có những phiên livestream chửi bới, xúc phạm Ngân 98. Do đó, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã gửi đơn kiện Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long. Cái tên Ngân 98 và nam em bắt đầu được đặt cạnh nhau sau khi nàng Hoa Khôi tặng quà cho nàng JZ trên livestream. Những tưởng mối quan hệ của cả hai sẽ tốt đẹp sau vụ việc này thì Ngân 98 bất ngờ trở thành cái tên trong cuộc livestream của nam em và Quế Vân. Sau đó, nam em và Quế Vân liên tục livestream nhắc tới Ngân 98 khi cho rằng cô nữ JZ chỉ thích khoe cặp bưởi và lấy đó làm chuyện câu view rẻ tiền. Theo nam em, Ngân 98 nên làm rõ chuyện bán thuốc giảm cân làm hại mọi người. Chưa dừng lại tại đó, nam em và Quế Vân còn đá xoáy nữ JZ là nhiều tiền thì đi làm từ thiện đi, đừng ngồi đó mà ung dung ăn gà. Khi cùng livestream với Quế Vân, nam em tỏ thái độ coi thường nghề nghiệp và cách sống của Ngân 98. Cộng đồng dần dần vì clip tình tứ với chồng trước thềm đám cưới của Mizu, nhiều khoảnh khắc tình bể bình. Mới đây, Mizu đã cùng vị hôn phu của mình đến Pháp để chụp hình và đặt váy cưới tại đây. Mizu thổ lộ đã tìm thấy giấc mơ của mình khi được chồng đích thân đưa đi thử và đặt thiết kế váy cưới dành riêng cho ngày trọng đại. Mizu cho biết cả hai chụp ảnh cưới tại Pháp vào một ngày tuyết rơi phủ kín. Trong clip, Mizu và ông xã tương lai có nhiều cử chỉ đánh dấu chủ quyền, công khai khóa môi ngọt ngào giữa phố. Ánh mắt và nụ cười của thần tiên tỷ tỷ đều thể hiện rõ sự hạnh phúc, viên mãn. Thiệp mời đám cưới của cô đã được trao tận tay những người bạn, đồng nghiệp của mình, ai cũng bày tỏ sự vui mừng và chúc hạnh phúc cho Mizu rất nhiều. Dù ông xã của Mizu vẫn chưa được lộ mặt, tuy nhiên qua clip có thể thấy anh có chiều cao nổi bật, phong cách ăn mặc thanh lịch và rất cương chiều nữ diễn viên. Mizu còn tiết lộ sắp công bố dung mạo và thông tin nửa kia với công chúng. Nàng diễn viên cũng chia sẻ thêm về tính cách của chồng sắp cưới là một người hiền lành, tinh tế, luôn yêu thương cô hết mực. Doanh nhân được đồn là chồng sắp cưới của Mizu tên MD, là thiếu gia của công ty nhựa nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học và thạc sĩ ở Mỹ, doanh nhân này đầu quân vào công ty gia đình và đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Hiện tại, vị doanh nhân này là giám đốc vận hành một chi nhánh của công ty gia đình. Sự bất ổn của Bảo Anh sau khi khoe con, biểu hiện đáng lo của bà mẹ bỉm. Vừa qua, Bảo Anh gần như chiếm sóng trên khắp các diễn đàn mạng khi chính thức công khai thừa nhận việc bản thân có một cô con gái đã 13 tháng tuổi. Không những vậy, giọng ca như lời đồn còn đồng ý với công chúng rằng gần như các lời đồn trên mạng đều khá đúng. Thế nhưng trước khi chính thức công khai chuyện này, Bảo Anh đã có một quãng thời gian được cho là khá bất ổn trong suốt một năm qua. Người đẹp thường xuyên vắng bóng trong nhiều sự kiện, nếu có đi tham dự sự kiện thì cũng có những biểu cảm khá gượng gạo và được cho là dường như không mấy hòa nhập với những nghệ sĩ khác. Không ít người cho rằng, biểu hiện của Bảo Anh thời điểm đó khá giống với thời điểm Bảo Anh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã được khán giả chú ý khi nhiều lần để lộ biểu cảm thẫn thờ, trầm tư, trong khi các chị đẹp khác đều trò chuyện. Lúc đó, Bảo Anh được các chị đẹp nhận ra và thường có hành động an ủi nữ ca sĩ. Không chỉ vậy, Bảo Anh còn được nhận xét là rất dễ xúc động, thậm chí là rơi nước mắt. Dù chỉ tham gia được một thời gian ngắn rồi xin rút lui do vấn đề sức khỏe, nhưng trạng thái tinh thần của giọng ca như lời đồn vẫn khiến công chúng lo lắng. Chưa dừng lại ở đó, khi tham gia một sự kiện vào tháng 1 năm 2024, Bảo Anh khiến công chúng khá lo lắng khi xuất hiện với thân hình khá gầy. Thân sắc của giọng ca cũng được nhận xét là kém tươi tắn và có phần gượng gạo. Người đẹp liên tục tỏ ra lung túng khi đứng trước ống kính truyền thông. Hiện tại, sau khi đã chính thức công khai thừa nhận có con và nhận về sự chúc phúc cũng như ủng hộ từ công chúng, nhiều người tin rằng Bảo Anh sẽ sớm lấy lại tinh thần để trở lại showbiz trong tương lai gần. Sóng gió gia tộc Hybe, BTS đi nghĩa vụ cũng không yên. CEO Min Hee ở một talk show khóc nức nở, tung ảnh cắp màn hình cuộc trò chuyện với Bang Si-hook. Loạt idol K-pop nằm không cũng dính đạn. Luật sư bảo chữa ôm đầu bất lực, không cản nổi Min Hee kể tội Hybe. Tâm điểm truyền thông Hàn Quốc hiện giờ chính là cuộc họp báo đấu tố Hybe Labels của Min Hee. Trước đó, Hybe công bố loạt bằng chứng bất lợi của Min Hee như loạt tin nhắn bị rò rỉ bao gồm tin nhắn lên kế hoạch tách khỏi tập đoàn, trò chuyện với pháp sư về vấn đề hoàn thành nghĩa vụ quân sự của BTS, tham khảo ý kiến pháp sư để điều hành ADOG và âm mưu chiếm quyền quản lý. Hybe tuyên bố sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện Min Hee, khẳng định đã có đủ bằng chứng pháp lý. Vẻ đẹp Nezian trước đó vốn đã mất điểm vì nhiều phát ngôn lệch trọng tâm, gọi hồn nhiều nhóm nhạc khác. Trong gần 2 tiếng của buổi họp vào hôm nay, Min Hee vẫn không khác gì, không hề giải quyết được cáo buộc âm mưu chiếm quyền quản lý công ty. Đặc biệt, khoảnh khắc luật sư của CEO ADOG ôm đầu bất lực, ngăn thần chủ nói ra những điều gây bất lợi đã trở nên viral trên mạng xã hội. Cuộc họp báo diễn ra trong 1 tiếng 30 phút, Min Hee nói không ngơi nghỉ. Sau khi trấn an tinh thần, Min Hee bắt đầu với việc kể tội Hybe và Bang Si-hook. Min Hee khẳng định mình không làm gì sai, bị tấn công và cảm thấy sụp đổ. Tôi cảm thấy như mình bị cột mắc là mụ phù thủy nên tôi muốn gỡ bỏ điều đó.
Tôi không nghĩ mọi người coi tôi là một con người. Mọi người dường như đều muốn tôi chết. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Nữ CEO bày tỏ sự bất mãn rõ ràng với tập đoàn, Tố Hai Bi hứa mà không làm. Min Hee cũng tiết lộ Lee Soo Man từng đề nghị cô trở thành CEO SM nhưng cô dũng cảm từ chối. Min Hee tung đoạn tin nhắn của chủ tịch Hai Bi Bang Si-hook từ năm 2019 có nội dung hãy quên SM đi, em có thể dẫm đạp aespa không, khiến fan K-pop vô cùng phẫn nộ. Nổi cộm nhất trong các diễn biến chính là phát ngôn của Min Hee liên quan đến BTS. Nữ CEO phủ nhận bản thân không nói câu Bang Si-hook sao chép tôi để tạo ra BTS. Min Hee cực kỳ tự tin với việc tạo nên thành công của Nezean, tố cáo Hai Bi bắt nạt truyền thông khi tung những tin nhắn bất lợi liên quan đến BTS. Các cáo buộc về hỏi thăm pháp sư tình hình nhập ngũ của BTS cũng được Min Hee đề cập. Tôi xúi dục khi nào vậy? Nhưng Hai Bi mô tả như thể tôi là người xúi dục vậy. Sở dĩ tôi chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề hoàn thành nghĩa vụ quân sự của BTS chỉ đơn giản vì tôi hỏi từ tấm lòng của một mẹ của Nezean. Tôi chán ngấy Hai Bi rồi nên tôi nghĩ đây sẽ là một thời điểm quảng bá tốt để chúng tôi. Nezean xuất hiện trong một tình huống không có át chủ bài nào mang tên BTS. Min Hee nói trong bức xúc. Min Hee không muốn Nezean được quảng bá dưới cái bóng của BTS. Nhiều netizen cho rằng Min Hee có biểu hiện không tỉnh táo và nhiều lần tự phản những phát ngôn và hành động của mình. Nữ CEO đã tham gia rất nhiều buổi phỏng vấn, chương trình truyền hình trong suốt 20 năm sự nghiệp, nên rất khó để nói cô không quen với ánh đèn flash. Việc Nezean liên tục được lăng xê dưới mắt nhóm của Min Hee. Chiến dịch đồng âm vệ trong tiếng Hàn cũng được cho là thể hiện tham vọng muốn nổi tiếng của Min Hee. Vào ngày 22 tháng 4, drama đấu tố giành quyền quản lý giữa ADOZ, công ty chủ quản Nezean và Hai Bi Labels đã nổ ra. Theo đó, Hai Bi cáo buộc ADOZ làm do gì bí mật kinh doanh và nhân sự ra bên ngoài, cố tình tạo dư luận tiêu cực nhằm mục đích chiếm quyền quản lý. Đáp lại CEO của ADOZ, Min Hee cho biết cô bất mãn vì ILLIT lặng nhái Nezean. Min Hee đã khiếu nại với Hai Bi Labels về ILLIT nhưng Hai Bi phớt lờ. Thay vào đó, Hai Bi lại nhân cơ hội này để đuổi Min Hee ra khỏi tập đoàn. Đáp lại điều này, Hai Bi cho biết đã gửi email dài 6 trang A4 giải trình nghi vấn ILLIT đạo nhái Nezean vào 10 giờ sáng ngày 22 tháng 4. Hội bạn thân vừa đẹp vừa giàu của VBiz, nhất mấy chị rồi, người là phu nhân hào môn, người là vợ thiếu gia nghìn tỷ, người có chồng doanh nhân. Linh Jin và Philip Nguyễn kết hôn vào tháng 3 năm 2022 sau gần 3 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi được diễn ra tại Philippines với sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết nhất. Chồng của Linh Jin là con trai thứ ba của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn với người vợ đầu tiên. Dù còn trẻ nhưng danh tiếng của Philip Nguyễn trong giới kinh doanh là không tầm thường. Hậu kết hôn, vợ chồng Linh Jin sinh sống trong biệt thự có view hướng sông Sài Gòn. Trong một vài hình ảnh mà nàng dâu hào môn chia sẻ, có thể thấy tổ ấm của Linh Jin và Philip Nguyễn rộng rãi, không gian được thiết kế hòa trộn phong cách hiện đại với thiên nhiên. Biệt thự còn có hồ bơi và khoảng sân rộng rãi thích hợp tổ chức tiệc ngoài trời. Với vị trí đắc địa, nhiều người dự đoán giá cơ ngơi của Philip Nguyễn vô cùng đắt đỏ. Huyền Baby, tên thật Đặng Thị Ngọc Huyền là một trong những hot girl đời đầu được giới trẻ biết đến. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1989 thu hút sự chú ý khi có màn tỏa sáng tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Huyền Baby gây ấn tượng bởi visual sắc sảo và thần thái sang trọng. Không những vậy, nhiều công chúng còn ví von cô là phú bà trong chương trình khi sẵn sàng bỏ tiền đầu tư cho tiết mục. Ở ngoài đời, Huyền Baby đích thực là phu nhân hào môn có cuộc sống xa hoa nhất vì VBiz. Năm 2013, Huyền Baby âm thầm tổ chức hôn lễ với Quang Huy, đại gia Sài Thành có tí ánh. Ông xã Huyền Baby là chủ của một hệ thống khách sạn sang trọng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hậu kết hôn, người đẹp sinh năm 1989 hạn chế tham gia vào các hoạt động giải trí. Tuy vậy, cuộc sống làm dâu hào môn của Huyền Baby vẫn được nhiều người quan tâm. Huyền Baby cùng chồng và hai con gái hiện đang ở trong dinh thự rộng 1.000m² có trị giá hơn 100 tỷ đồng. Sự đồ sộ, lộng lẫy của ngôi nhà khiến nhiều người ví von nó như tòa lâu đài. Dù làm dâu nhà hào môn nhưng Huyền Baby cũng đứng ra kinh doanh riêng. Cô tập trung kinh doanh lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Người đẹp sở hữu công ty riêng, có trụ sở ở mặt đường quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trên mạng xã hội, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sung túc như check-in du lịch sang chảnh hay đăng ảnh với đồ hiệu đắt đỏ. Hạnh Sino. Với bước đệm là hot girl Hà Thành, Hạnh Sino được nhiều sự đón nhận khi bước chân vào con đường ca hát và diễn xuất. Tháng 12 năm 2022, Hạnh Sino kết hôn với chồng doanh nhân trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè. Dù về chung một nhà nhưng Hạnh Sino khá kín tiếng trong việc chia sẻ ông xã trước công chúng. Nói về cuộc sống hiện tại, Hạnh Sino bày tỏ sự hài lòng, phụ nữ rất thích cảm giác được che chở, bao bọc. Khi chọn anh ấy, tôi sẽ quan tâm đến việc anh ấy đối xử với tôi như thế nào, với gia đình tôi thế nào. Cách mà anh ấy hành động, chứng minh tôi đã chọn đúng người để cùng tôi vun đắp cho hạnh phúc sau này. Dù hạn chế công khai danh tính ông xã nhưng trên trang cá nhân, Hạnh Sino thường gây trầm trồ bởi loạt ảnh tranh xả, qua đó phần nào hé lộ cuộc sống giàu có hiện tại. Nữ ca sĩ thường tụ họp với hội bạn bè hào môn, khoe đồ hiệu và trang sức đắt đỏ. Hiện tại, Hạnh Sino hạn chế tham gia nghệ thuật mà dành thời gian cho gia đình cũng như công việc kinh doanh của mình.